MC trấn thành, làm ơn đừng ăn mừng, đừng đi bão. Nếu hết dịch, MC trấn thành khẩn thiết kêu gọi mọi người đừng tràn ra đường. Đừng ăn mừng, đừng đi bão, đừng tiệc tùng. Nếu nhà nước thông báo hết dịch, tính đến thời điểm hiện tại, đã 6 ngày trôi qua và Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới, trong khi đó, đến ngày 22 tháng 4 là hết thời hạn giãn cách xã hội đợt 2, chính vì vậy nhiều người chủ quan và đổ ra đường với mật độ cao hơn. Trước tình trạng này, MC trấn thành kêu gọi mọi người hợp tác và ở trong nhà cho tới khi có thông báo mới. Anh viết: "Bà con ơi, bữa giờ em cầu nguyện sao cho 22 là hết cách ly thiệt. Nhưng nói nghe nè, thí dụ mà nhà nước thông báo hết dịch thật nha. Em đề nghị, đề nghị thôi nha, là làm ơn, làm phước đừng có tràn ra đường cùng một lúc nha. Đừng ăn mừng, đừng đi bão, đừng hô đừng hào gì hết, mừng thầm trong bụng thôi nha. Đừng tổ chức tiệc tùng rình rang gì nha. Em làm ơn" Người ta công bố hết dịch, tràn ra ngập trời rồi vướng lại là nhảm nhí lắm luôn đó. Cả nước sẽ khóc một dòng sông đó nha. Vì cộng đồng, vì hạnh phúc cho bạn, cho ta và cho tất cả mọi người, hứa với nhau tận hưởng mãn dịch trong thinh lặng nhé. Em thèm tự do lắm rồi, làm ơn hợp tác với nhà nước đi. Mấy chú mấy bác đã làm quá tốt, chúng ta chỉ hợp tác một tí nữa thôi là thiên hạ thái bình, đừng cho con vi con na có đường quay về Việt Nam nữa. Em ám ảnh nó quá rồi. Việt Nam ơi, cố lên sắp thắng rồi mc trấn thành nhấn mạnh thêm những ngày này mc trấn thành nghiêm túc thực hiện lệnh giãn cách xã hội anh ở nhà và thường xuyên vào bếp trổ tài nấu ăn tôi mới học lớp xóa mù chữ nên đọc không trôi chảy mong quý vị thông cảm trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại